对或错就不必记住，来让我每步也走得自如。前面有一片空白，让我作主，填下最自我的，拿出生死不怕输。任谁亦可信任我，可陪伴我在此吗？看留下高贵没有底线，自然没有吧。谁能待我算真假？谁来定性好与差？路人像我日夜也可以划跨。东皇嗱，有你就捞咗啦，有你咪饮住饮两年啊！阿斗，阿斗，等等你哋，阿斗啊，lần này cũng may có cậu, tôi mới giữ được cái mạng sống. Anh Thắng này quả không nhìn nhầm người. Tiền của chúng ta thua sạch rồi, làm sao đây? Á Tử, chúng ta qua Hồng Kông đi cướp đi. Cậu dám làm không? Hồng Kông. Giới thiệu với cậu, đây là Tế Cường, tay chân của tôi ở Hồng Kông. Đây là em họ của tôi, nó tên thằng Sướng. Đây là Á Tử, là người Đông Hoàng. 2 năm trước phạm pháp ở Hồng Kông, may mà bỏ trốn được. Hy vọng lần này mọi người hợp tác vui vẻ. Bây giờ chúng ta sẽ đến thăm Thủy Bảo lấy đồ chơi trước. Sếp cũng, CAB, Hit Team, OJ đều đã vào vị trí. Hit Team chuẩn bị, đội bóng La Thắng lấy được hàng ra, lập tức bắt người. Hãy để ý lắm vì mọi việc còn lại cho sếp U đội Âu Châu chỉ huy. Nghe rõ. Nghe rõ. Ông chủ đã lên lầu. Ở đây có tiệm cắt tóc, tiệm sách, trung tâm thẩm mỹ và tiệm bán bò sát. Tiệm bán bò sát? Nhật ký của La Phi có ghi, La Thắng lúc ở Đông Hoàng cũng có thói quen nuôi côn trùng. Nghe rõ. Cậu Lạc, thông báo bên trong thông tắt đèn. Cậu Tử, giúp giải tán người dân. Tất cả chuẩn bị.
Cậu đầu báo cáo tổng bộ. Ông chủ bước vào, tiệm bò sả tạm thời ngưng hoạt động. Tôi không thể vào được. Ba tá độc giác tiên tôi đặt lần trước đã thành trùng chưa? Đã thành trùng rồi, có mua hết không? Lấy hai tá đi. Bây giờ tôi sẽ gắn máy thu âm vi hình vào người của cậu. Máy thu âm này là đơn hướng, có thể duy trì được 48 tiếng đồng hồ. Lục tập âm. Anh Thắng, sao nhiều thuốc nổ vậy? Có xăm lựu đạn, chẳng lẽ không có thuốc nổ? Anh Thắng, có phải xăm lựu đạn ở kho đạn Loan Kim Cửu Long 3 năm trước không? Hắn chứ còn ai nữa. Vậy thì tiện lợi rồi. Lấy Cường, đưa bản đồ cho A Tử trước đi. Được, chúng ta đi đón xăm lựu đạn rồi cùng hành động đi. Cậu đầu gọi tổng bộ, ông chủ đã ra. Xin nghe. Cơ Son, tay trái của Lâm Bình bỏ vào túi quần, biểu thị kế hoạch đã thay đổi. Tập gương hành động. Sếp Cũng, loại tập âm còn bao lâu nữa? 30 giây. Sếp Cũng, bắt nghệ cho qua. Cho qua, his team rút lui. Sếp Cũng ạ. Tôi tin Luffy. Sếp Cũng, tạp âm đã loại bỏ. Anh Thắng, sao nhiều thuốc nổ vậy? Có xăm lựu đạn, chẳng lẽ không có thuốc nổ? Anh Thắng, có phải xăm lựu đạn ở kho đạn Loan Kim Cửu Long 3 năm trước không? Thắng chứ còn ai nữa. Tên Thắng, 12 năm nay đã phạm tội 5 lần, tổng cộng đã ngồi 6 năm tù. Còn xăm lựu đạn trong 5 năm nay đã 4 lần gây án, nhưng chưa bị bắt lần nào. Luffy muốn kéo dài hành động. Tôi nghĩ là cậu ấy muốn cùng lúc bắt được hai tên đầu sỏ này. Theo sát ông chủ, đây hai đại dịch dương tụ hợp, cùng lúc tóm gọn. Thông báo tổng bộ, CIB đang hành động, kêu đồng sự thả người. Các người đang làm gì đó? Cái túi hồi nãy là gì vậy? Làm phiền xuất trình chứng minh thư. Báo cáo tổng bộ, ông chủ đã trốn thoát. Báo cáo trung tâm, anh ta không sao, chỉ bị tiếng súng làm cho sợ thôi. Quay lại đoàn mang gì rồi, xem có manh mối gì không. Anh Thắng à, nên liều không? Ăn cướp đương nhiên phải liều rồi. Á Tử, tới bãi xe quan đón xăm lựu đạn. Tìm bãi xe quan. Yes sir. Cậu Sâm, chào anh Sâm đi. Anh Sâm. À, đây là Á Tử, đồng hương của tôi. Theo tôi 2 năm rồi đó. Đi cầm sao? Trời nè. Nè, cậu làm gì vậy? Đừng có làm vậy mà. Đúng là câm thiệt bà. Sao rồi, không sao chứ? Nè, lên xe tôi lấy hàng xuống đi. Làm gì vậy? Hình như là máy ghi âm của Lắp Phiên bị hư rồi. Sếp Cũng, tìm được bóng bãi xe quan khả nghi. Hai tên này liên thủ với nhau, mục tiêu sẽ là chỗ nào đi? Khoan đã, ngưng lại, phóng lớn ra. Là tờ tiền. Lớp phiên cố ý dẫm lên tờ tiền là để ám hiệu đó. Hay là ngân hàng Trung Tư? Tại sao cậu ấy lại dẫm lên tờ tiền? Có phải là công ty Ấn Sa không? Gần đúng. Nhưng mục tiêu không phải là công ty Ấn Sa, mà là chiếc xe chở tiền từ công ty Ấn Sa đi ra. Vì xe chở tiền súng bắn không thủng, nhất thiết phải dùng thuốc nổ. Cho nên tên Thắng bắt tay với xăm lựu đạn, định làm nổ xe chở tiền. Đoán đúng rồi. Cảm ơn sếp. Lập tức tiếp cận công ty Ấn Sa, hỏi xem xe chở tiền sẽ đi tới đâu. Thank you.
giao cho sếp Uông chỉ huy. Lê Phiên là người của mình, không được làm hại. Chúng tôi là cảnh sát, các người đã bị bao vây, lập tức đầu hàng đi. Chạy! Đi, đi thôi, đi. Sếp Vũ, Lá Phiên đã bắt sếp Trịnh. Cùng Thắng và Sam đều đang trốn thoát. Làm gì vậy? Trên xe chở tiền không có tiền, cảnh sát thì bị bao vây. Mày không phải nội gián thì là ai chứ? Đừng có điên nữa. Cậu ta là nội gián hả? Nếu cậu ta là nội gián thì sao còn bắt cảnh sát? Tôi cùng với cậu ấy vào sinh ra tử bao năm nay, cậu ta đã cứu tôi rất nhiều lần rồi. Để muốn chứng minh mày không phải nội gián thì bắn chết tên cảnh sát đó đi. A Tử, bắn chết nó đi. Sếp Uông báo cáo, sếp Trịnh đã chết. Lâm Phiên và Thắng cũng đạt đang hôn mê. Phòng phẫu thuật không phân sự miễn giảm. Anh à, anh tên gì vậy? Tôi tên Lưu Tiểu Đường, mã số cảnh viên 66715, trực thuộc. Lương Tiểu Đường, tôi là Củng Gia Bồi, cảnh sát hình sự, đội tình báo cấp cao. Tôi tha mặt cho đồng sự CIB đến thăm cậu. Thôi được rồi, được rồi. Chào sếp. Ừ. Bác sĩ đã giải thích hai viên đạn trong người của cậu và máy ghi âm sau tai đã được lấy ra rồi. Hai năm nay vất vả cho cậu quá. Có tinh thần nói chuyện với tôi không? Tôi không sao. Cảnh sát đã chính thức khởi tố tội danh cao nhất với La Thắng. Còn về cậu Sinh thì thật là không may. Tôi biết là trong hai năm nay cậu ấy là người phối hợp với cậu, cũng là nhân viên cảnh vụ duy nhất có thể tiếp xúc với cậu. Cậu rất là đau lòng, tôi có thể hiểu được. Chỉ có một chuyện là tôi không hiểu cho lắm. Đó chính là chuyện lúc cậu đang thi hành nhiệm vụ tại khu công nghiệp, đột nhiên uy hiếp cậu ta, còn giúp cho La Thắng rời khỏi hiện trường nữa, rồi trốn đến khu bãi cát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì lúc đó trên người Sâm lựu đạn đang mang một lượng thuốc nổ lớn, dự định sẽ ăn thua đủ với cảnh sát. Tôi biết nếu sử dụng thuốc nổ sẽ dẫn đến thương vong nghiêm trọng, cho nên tôi bắt buộc phải uy hiếp sếp Trịnh, mục đích là đưa Sâm lựu đạn rời khỏi hiện trường để giảm bớt sự thương vong. Không ngờ khi tới khu bãi cát, Sâm lựu đạn nghi ngờ tôi là nội gián, muốn tôi giết chết sếp Trịnh trước mặt hắn để chứng minh sự trong sạch. Bắn chết nó đi. Sếp Trịnh, thằng phản bội, tao sẽ chết chung với mày. Thank you.
Tôi đã hại chết sếp Trịnh. Nếu không uy hiếp ổng, sếp Trịnh sẽ không gặp nạn. Cậu đừng có nghĩ vậy. Chỉ là tai nạn thôi mà. Tôi thấy cậu đã cố hết sức để giảm bớt số người thương vong. Thôi nghỉ ngơi nhiều chút đi. Cậu còn phải ra tòa làm chứng cho vụ án này nữa. Chỉ có đưa La Thắng ra trước pháp luật thì sự hy sinh của sếp Trịnh mới có giá trị. Thank you, sir. Vậy tôi đi trước nha. À, hai ngày trước khi có chuyện, cậu xin có tìm tôi, nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Nhưng mà vì có chuyện gây cản trở, sau đó cậu ấy đã gửi máy thu âm tới Đông Hoàng cho cậu. Cậu ấy muốn nói gì với tôi đi? Tôi nghĩ cả đời này cũng không thể biết được. Paris, vụ kiện của La Thắng cậu định sẽ cãi thế nào? Ý đồ mưu hại mạng sống và lưu trữ súng đạn thuốc nổ, cướp của, giết người, giết chết và làm cảnh sát bị thương, còn có cảnh viên làm chứng, tin rằng hắn khó thoát được tội. Cãi kiện không nhất định luôn phải thắng. Nhưng danh tiếng của đại luật sư chúng ta nhất định không được thua đâu sư phụ. Vậy lần này cô định làm sao để giữ được danh tiếng hả? Bước đầu tiên là nên đi trang điểm trước đã. Tốt lắm. Sau đó sẽ dùng tới chiêu tứ lượng bạc thiên cân mà sư phụ đã dạy tôi. Cô có biết tại sao tôi lại thích loại thực vật là cây trúc này không? Trước tiên là vì trúc tượng trưng cho bình an. Thứ hai là vì bên ngoài nó cứng cỏi nhưng bên trong lại rộng xốp. Giống như những đại luật sư chúng ta, bên ngoài thì chính trực nhưng biết cách biến hóa. Nhưng còn một điểm quan trọng nữa, đó là khi đánh xuống phải khiến người khác giật mình. Giống như tiếng pháo đốt kêu đi đùng vậy. Danh tiếng đương nhiên rất quan trọng, nhưng nếu thua kiện cũng phải thua cho đẹp mắt, để lưu lại ấn tượng tốt cho người khác. Lương cảnh trưởng, anh hãy kể sơ lược về công việc của anh trong 2 năm nay. 2 năm trước tôi gia nhập vào đội điều tra các tội án có tổ chức và đội điều tra Tam Hợp Hội để điều tra một vụ án lớn. Tôi được cấp trên cử đi làm mật thám, thâm nhập vào cuộc sống của bị cáo La Thắng. Tôi lấy thân phận đồng hương Đông Hoàng để tiếp cận bị cáo. Để tránh bị nghi ngờ khi nghe được khẩu âm địa phương, tôi được đào tạo giả là một người câm. Nửa năm trước tôi đã hoàn toàn lấy được lòng tin của bị cáo, trở thành anh em vào sinh ra tử với bị cáo. Đầu tháng 3 bị cáo dự tính đến Hồng Kông lấy vũ khí đi cướp bóc. Tôi thông báo cấp trên, sau đó phối hợp toàn diện với đội cảnh sát đi hành động. Các vị, đây là nhật ký nội gián của cảnh trưởng Lương Tiếu Đường, cũng là vật chứng quan trọng nhất của vụ án này. Cảnh trưởng Lương Tiếu Đường, anh có thể xác nhận giùm tôi những gì trong nhật ký của anh viết toàn bộ đều đúng không? Đúng. Vậy thông thường anh thường ghi chép lại sau khi sự việc xảy ra? Đúng vậy. Vậy trong lúc ghi chép anh có hoàn toàn tỉnh táo không? Có. Có tình trạng mệt mỏi, không thích nghi, uống rượu, thậm chí đang phê thuốc không? Không có. Vậy anh giải thích thế nào về chuyện trong 267 trang của cuốn nhật ký có tới 89 lỗi sai, trong đó có 18 chữ La Thắng viết thành chữ La Đằng, 26 chữ khách sạn Đại Lợi viết thành khách sạn Đại Đại Lợi, 17 chữ Thâm Quyến viết thành Thâm Thâm Quyến, ngoài ra còn 28 lỗi sai khác nữa. Đây chính là bản photo 89 lỗi sai đã được dùng bút đỏ để khoanh tròn lại. Lý do rất đơn giản, bởi vì tôi đã viết sai. Sau khi tôi phát hiện viết sai đã lập tức sửa lại kế bên chữ sai. Các vị, trong một quyển nhật ký gồm 267 trang lại có tới 89 lỗi sai tương tự nhau, thật sự khiến người khác kinh ngạc. Một quyển nhật ký sơ sài không nghiêm túc như vậy được đem ra làm vật chứng trước tòa để chỉ định bị cáo tôi đã bày kế hoạch lập mưu cướp bóc chiếc xe chở tiền vào ngày 4 tháng 3 năm nay. Thật sự là vô lý và thiếu sự công bằng. Nếu không phải do trí nhớ của cảnh trưởng Lương Tiếu Đường có vấn đề thì nhất định là đang nói dối. Căn cứ theo nghiên cứu năm 1958 của nhà tâm lý học nước Anh, khi một người đang trong trạng thái bất thường thì những chữ viết trên tay không nhất trí với nhau sẽ dẫn đến tình trạng lặp lại nhiều lần, viết ra những chữ không liên quan tới vấn đề. Cho nên tôi có lý do nghi ngờ trong cuốn nhật ký cảnh trưởng Lương Tiếu Đường có một phần nội dung căn bản không đúng sự thật. Cũng có thể nói cảnh trưởng Lương Tiếu Đường là một nhân chứng không thành thật và không đáng tin cậy. Cảnh trưởng Lương, vừa rồi luật sư biện hộ nói nhật ký mật thám của anh có vấn đề, nghi ngờ trí nhớ và tính trung thực của anh muốn giải thích gì không? Trí nhớ và tính trung thực tôi không có vấn đề. Vấn đề của tôi chính là học lực của tôi thấp. Tôi chỉ mới tốt nghiệp trung học, năng lực ngữ văn không tốt lắm. Viết sai chữ, viết nhầm chữ là rất bình thường. Cộng thêm trong thời gian tôi nhận nhiệm vụ hơn một nửa thời gian là vào vai lưu manh, cầm dao nhiều hơn là cầm bút,
Nhưng chính vì vậy mới phản ánh chữ viết trong đó đúng là của tôi. Tôi không che đậy, không chỉnh sửa gì cả. Kinh nghiệm mật thám trong nhiều năm nay đã đào tạo tôi có một trí nhớ rất tốt. Giống như vừa rồi luật sư biện hộ đến những lỗi sai trong nhật ký của tôi cũng có thể lặp lại, không sót chữ nào. Có thể làm mẫu tại chỗ được không? Có thể. Lúc nãy luật sư biện hộ nói, vậy anh giải thích thế nào về chuyện trong 267 trang của cuốn nhật ký có tới 89 lỗi sai, trong đó có 18 chữ La Thắng viết thành chữ La Đằng, 26 chữ khách sạn Đại Lợi viết thành khách sạn Đại Đại Lợi, 17 chữ Thâm Quyến viết thành Thâm Thâm Quyến, ngoài ra còn 28 lỗi sai khác nữa. Đây chính là bản photo 89 lỗi sai đã được dùng bút đỏ khoanh tròn lại. Có cần tôi nói lại về bản báo cáo khoa học năm 1958 của nhà nghiên cứu tâm lý người Anh thời đó không? Không cần đâu, đủ rồi. Cảm ơn. Thưa bồi thẩm đoàn, tôi không còn gì để hỏi. Cảnh trưởng Lưu Tiếu Đường, màn biểu diễn vừa rồi của anh đúng là vô cùng hấp dẫn, chứng minh anh là một người rất thông minh, rất có năng lực. Chỉ đáng tiếc là trình độ tốt nghiệp trung học thì chắc là lương không được cao lắm. Năng lực cao nhưng tiền lương thấp. Anh có cảm thấy không xứng đáng với bản thân nên vì thăng chức, vì lập công mà kích động bị cáo đi cướp bóc hay không? Không có. Trong đội cảnh sát, nhất là nội gián như chúng tôi, không phải ai cũng khao khát lập công. Có một số người chỉ biết một điều, khi vào cảnh sát làm nội gián chỉ là một sứ mệnh thôi. Tôi chính là một trong số đó. Xin lỗi, tôi không còn cách làm nào khác. Tôi không muốn vậy. Cậu rất quan tâm sếp Trịnh phải không? Trong hai năm nay, sếp Trịnh đều đến Đông Hoàng chúc mừng sinh nhật tôi. Phá được vụ án La Thắng lần này, công lao của sếp Trịnh rất lớn. Sự quang vinh này nên chia sẻ cùng anh ấy. CIB giống như là một cây đại thụ, có rất nhiều cành lá. Tuy là lá phải rụng xuống, nhưng mà cậu yên tâm, tôi bảo đảm là cây đại thụ này nhất định là không ngã gục. Bởi vì mỗi năm nó đều đâm chồi ra lá mới. Nếu CIB là một cây đại thụ thì mật thám là hạt giống của nó. Nó có thể phá đá mà vươn cao, cũng có thể suy yếu đến mức khô héo mà chết. Hạt giống đó của cậu đã được nảy mầm rồi. Cấp trên phái tôi gia nhập gốc cây lớn CIB này vì muốn tôi làm một chiếc lá mới phải không? Không phải là lá mới, mà là một cành mới. Cành mới? Vậy là muốn tôi vào đội giáo quan A, phụ trách chiêu sinh và huấn luyện mật thám. Đúng vậy. Vậy không phải từ anh Laughing thăng cấp thành sếp Laughing rồi? Còn được tăng lương nữa. Tăng được bao nhiêu chứ? Cậu đã từng nói là mật thám chỉ vì một phần sứ mệnh, chứ không phải là vì thù lao và thăng chức mà. Quả nhiên là cấp trên cục tình báo thuộc hết những gì tôi đã nói. Cho nên đừng có mơ che giấu được tôi bất cứ việc gì. May mà tôi ngay thẳng trong sạch. Lúc nào đến báo cáo đây? Cậu đã báo cáo rồi. 9 giờ sáng mai cậu đi làm theo địa chỉ này. Thank you sir. Sếp Trịnh rất yêu thương người nhà của mình, đặc biệt là con trai anh ấy. Cậu sinh và con trai đều tuổi thân, đã nhiều lần muốn tôi dạy cậu ta xếp hình lão hầu bế tiểu hầu, nhưng mà bởi vì mọi người quá bận rộn cứ nói để lần sau. Không ngờ thực sự là quá trễ rồi. Cho tôi ly Nguyên Ương. Xin lỗi, nhà cậu hết Nguyên Ương rồi. Hết Nguyên Ương rồi, vậy thì nửa ly trà sữa, nửa ly cà phê đi. Ai mà kêu như vậy chứ.
Không thì kêu một ly trà sữa, một ly cà phê, cậu tự trọng chứ mà uống đi. Buôn bán sao lại khó chịu như vậy chứ? Thái độ phục vụ như vậy bây giờ không chấp nhận được đâu đó. Nè, không có tiền thôi. Gì vậy? Nguyên ương không có, tiền lẻ không có thì muốn sao đây? Tôi cũng muốn uống nguyên ương, chúng tôi tự chia. Có anh trai giang hồ là đủ lắm rồi. Ngay cả bạn trai cũng là giang hồ nữa. Không liên quan đến anh trai em. Đây là chuyện của hai chúng ta mà. Một trà sữa, một cà phê đây. Nè. Cảm ơn. Này cô, có thể cho tôi biết tên của cô được không? Vì cô rất giống một người bạn của tôi. Thưa anh, kiểu tán tỉnh này của anh đã quá lỗi thời rồi. Hình như là chính cô đã chủ động tới tán tỉnh tôi trước mà. Biết anh vô lại như vậy, vừa rồi tôi đã không có lòng tốt. Tôi vô lại chỗ nào chứ? Trong túi anh rõ ràng có 5 đồng. Anh lại nói là không có tiền lẻ. Tôi chỉ tùy tiện móc túi quần thôi, đã bị cô bắt quả tang rồi. 5 đồng lẻ này đối với tôi rất có giá trị kỷ niệm. Tôi không đem ra dùng đâu. À, đồng xu 5 đồng kỷ niệm năm 97. Đúng là có giá trị kỷ niệm nha. Có lúc tôi cũng hơi vô lại một chút. Nhất là khi gặp những cô gái vừa khéo, vừa giỏi lại vừa đẹp đó. Như vậy đi, chúng ta dùng 5 đồng này cược một ván. Nếu như cô thắng, tôi lập tức biến. Còn nếu cô thua, thì phải để lại số điện thoại cho tôi. Mặc chữ. Nhìn được không? Thấy rồi. Nhưng 8 con số ghép lại với nhau sẽ tạo thành nhiều tổ hợp. Còn khó trúng hơn lô tô nữa. Cứ coi như tôi may mắn trúng được lô tô đi nữa, cũng đâu biết số cô cho tôi là thật hay giả. À, đã bị tôi đoán trúng rồi. Cô không có gạt tôi là số thật rồi. Không phải tôi tán tỉnh, chỉ là muốn chào hỏi thôi. Madam, trên đường phố tôi không nên gọi cô là Madam mới đúng. Ha, bộ phận của chúng ta làm việc tại khu công xưởng đặc biệt thật đó. Anh im lặng một chút được không? À, xin lỗi, tôi thật sự không thể nhịn được. Nhất là khi đối diện với Madam, tôi thật sự rất muốn giao hợp với cô. À, ý tôi nói là giao lưu và phối hợp thôi. Không ngờ anh Câm 2 năm nay tưởng là đã học được cách trầm lặng rồi chứ. Thì ra là ngược lại. Trầm lặng thì làm sao giao hợp chứ. Nói thiệt, lúc đầu tôi đã bị cô lừa rồi. Một nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp sao có thể nghĩ ra là Madam chứ. Chỗ sơ hở duy nhất là thị giác của cô quá tốt, mới nhìn đã biết tôi có giấu một đồng tiền xu. Còn nữa, dùng phương pháp phức tạp như vậy để tôi giải mã số điện thoại của cô, chỉ có Madam cục tình báo mới có thể làm được thôi. Anh thông minh như vậy, đoán xem tôi giữ chức vụ gì? Thái độ của cô tự tin như vậy, chắc không phải leo lên từ chức cảnh sát nhỏ rồi. Nhất định là tốt nghiệp đại học đã thi lên thanh tra, mới vào đã quản lý người khác rồi. Phấn lót không dày, nếp nhăn không nhiều, nhưng vành mắt có chút thâm đen, chứng tỏ bình thường làm việc rất chăm chỉ. Thân hình cũng giữ được rất chuẩn, chứng minh rất quan tâm đến việc vận động và ăn uống. Nói 20 tuổi thì có chút miễn cưỡng, hơn 30 thì hình như là hơi nhiều. Chắc là vừa đủ 30 tuổi, làm cảnh sát 8 năm chức vụ là thanh tra cấp cao. Thông minh, đoán rất trúng. Nhưng có một việc anh đoán chưa trúng. Ngoài việc cô là cấp trên trực thuộc của tôi ra, thì còn gì nữa không? Madam, không khó đoán đâu. Tôi không đẹp trai. Nếu tôi không phải là cấp dưới của cô thì tại sao cô lại đặc biệt tốn thời gian đến tiệm trà khảo nghiệm tôi chứ? Chào Becky, chào cô Châu. Đây là đồng nghiệp mới. Chào anh. Chào cô. Đây là văn phòng mở, một phần dùng để làm việc, phần còn lại để che mắt người khác. Phía sau chính là đại bản doanh. Chào mọi người. Madam. Chào Madam. Giới thiệu với mọi người một đồng nghiệp mới. Cảnh trưởng Lương Tiểu Đường,
Kinh nghiệm nội gián nhiều năm, được điều đến đội A của CIB phụ trách chiêu mộ và huấn luyện nội gián. Đây là tổ giám thính, tổ trưởng Benny. Chào anh. Sếp Lương. Cho tôi lắp phiên được rồi. Sếp Lương. Ở đây chúng tôi tuy không cần phải lễ nghĩa, nhưng vẫn phải có quy tắc. CIB phân làm 5 nhóm, trong đó gồm tổ chiêu mộ huấn luyện là đội A, tổ giám thính và đội C, tổ theo dõi. Để ra vào tiện lợi đều phải làm việc tại đây. Còn lại tổ phân tích tình báo, hit team và tổ chiêu viện kỹ thuật TSD đều nằm ở tổng bộ. Bên kia là phòng lưu trữ. Thông thường trước lúc hành động sẽ thay đồng phục tại đây, lấy dụng cụ và đạn dược. Bên kia là phòng chỉ huy, đương nhiên nhỏ hơn tổng bộ rất nhiều. Bên này là chỗ dành cho các đồng nghiệp nghỉ ngơi và họp hành. Tốt, tôi rất thích nơi này. Lương Tiểu Đường, chè đầu đó nợ tôi khi nào mới trả đây? Tư Đồ Khải, tôi nhận được tin hôm nay cậu đến đây, cho nên cố ý ở lại đợi cậu đó. Cho anh 5 phút nói chuyện với cậu đầu, sau đó lên họp. Chà, nói tự chuyện ở trường 5 phút sao đủ chứ. Vậy thì cho anh 10 phút. Không cần lâu vậy đâu madam, tôi với cậu ấy nói chưa được 2 câu đã muốn đánh nhau rồi. Đánh chưa đủ 10 phút thì đừng dừng lại nha. Cậu đầu đúng lúc lắm, để tôi giới thiệu. Vị này là mật thám siêu cấp của đội cảnh sát chúng ta, Sếp Laffy. Sếp Laffy. Đã lâu rồi tôi không được nghe người khác gọi là sếp, nghe sướng tai thiệt đó. Ở đây đều là đồng nghiệp trong tổ theo dõi, tất cả đều có biệt danh hành động khác nhau. Cổ Quân Minh, Tuyết Hậu, Dư Dự Phấn, Bắc Ca, Tích Tử Đình, Sa Bì, Đỗ Anh Lương, Lạp Xưởng, Phan Hữu Toàn, Đại Đương. Tôi là cậu đầu, ở đây là cậu trường. Vậy madam là cậu mẫu rồi. Quen cậu bao lâu nay vẫn ăn nói ngang tàng như vậy. Madam làm việc rất nghiêm túc, không có đùa được đâu. Nè, tôi dẫn cậu đi tham quan nghe. 2 năm nay có rất nhiều người xin gia nhập vào CIB, cho nên bước xem xét lý lịch tuyển người rất quan trọng. Những ký hiệu dán trên đó mang ý nghĩa gì vậy? Giới thiệu của trường cảnh sát, những người có tư chất là mật thám. Người này không được, người này cũng không được, tất cả những người này đều không được. Theo cách nhìn của anh, thật ra người nào mới được? Đây, mấy người này là được đó. Đây là những người kỷ luật không tốt, hạnh kiểm không đạt mà. Vậy thì đúng rồi, làm lưu manh dễ bên ngoài đương nhiên gian trái xảo quyệt rồi. Nếu đứng đắn quá rất dễ bị lộ thân phận. Vẻ ngoài có thể gian trái và xảo quyệt, nhưng bên trong nhất định phải chính trực. Bên trong hả? Ai nhận ra được? Cho nên càng phải chọn những học viên có phẩm hạnh tốt, sau đó đào tạo cho họ. Mọi chuyện đừng nên nhìn bề ngoài, bên ngoài gian trái xảo quyệt, chưa chắc bên trong không chính trực. Đúng, nhưng mà chúng ta phải rất mạo hiểm. Làm nội gián càng mạo hiểm hơn. Nội gián không phải diễn viên, không thể diễn lại. Chỉ cần có một chút sơ hở là có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Muốn gạt được người khác phải gạt được bản thân trước. Có nhiều chuyện không nên phân biệt quá rõ ràng. Cho nên không chỉ là trà sữa và cà phê mới trộn được với nhau, giống như uyên ương vậy. Không phải trà sữa, cũng không phải cà phê, nhưng thật sự lại là trà sữa và cà phê. Cô hiểu không? Tôi uống nước được rồi. Trời ơi, ngon quá. Pizza ngon lắm đó. Nè, làm gì vậy? Không cần khách sáo vậy đâu. Xin lỗi nha, Sếp Laffin. Bữa tiệc này là tiệc chúc mừng cậu đầu được thăng chức cảnh trưởng đó. Hèn gì bữa nay á, mọi người đều tỏ ra quyền bí tới như vậy. Thì ra là vì chuyện này. Nè, cậu được thăng chức sao? Phải đó. Vậy thì đúng là phải chúc mừng cậu rồi, bởi vì cảnh trưởng là chức cuối của cậu rồi. Nói giỡn thôi mà, làm gì nghiêm túc vậy? Nói giỡn mà không biết cách nói nữa. Nói giỡn phải nói vậy nè. Nghe nha, một lát giam bông, một cái lạp xưởng, tất cả bỏ chung vào nồi. Tại sao chúng không có gì với nhau? Giam bông và lạp xưởng sao? Giam bông với lạp xưởng. Có biết tại sao không? Bởi vì ở trong nồi á, nó vẫn chưa chín mà. Tuy là chuyện cười này hơi nhảm, nhưng mà hay ăn lá phiên nhiều. Ăn đi chứ. Cậu cũng ăn đi. Ê, cậu đâu? Chúc mừng nha. À, cảm ơn. Mời giúp tôi ăn cơm đi. Cậu đâu chúc mừng nha. Đồ ăn có hợp khẩu vị không? Tôi đã ăn nhiều rồi. Các cậu thì sao? Đang ăn nè. Nè, ăn thôi vẫn chưa đủ. Ít ra phải đi hát karaoke nữa chứ. La Phiên, trả tôi đi. Bây giờ mới phát hiện ra sao? Nè, đừng có giỡn nữa. Mau đưa ra đây. Quy tắc cũ, lấy được thì lấy đi. Ok, là cậu nói đó nghe. Chậm chạp quá vậy. Chuyện gì vậy? Bỏ súng xuống đi. Anh điên rồi sao? Chỉa súng vào mặt đồng nghiệp của mình. Madam, khẩu súng này
Không có đạn đâu. Giỡn chơi thôi mà. Trước kia ở trường cảnh sát chúng tôi cũng giỡn như vậy thôi. Sếp Laughing, anh tưởng anh còn nhỏ sao? Còn ở trường cảnh sát à? Tuổi tác ngang nhau mà. Madame, vậy nên mới cần phải luyện tập thêm. Nếu không súng trên tay sẽ bị cướp mất, rồi lại bị súng đó chĩa vào đầu mình. Sorry madame, không có lần sau nữa đâu. Không tập luyện, động tác sẽ trở nên chậm chạp. Bọn xã hội đen bên ngoài ngày càng chém giết nhau, còn chúng ta ở trong phòng ngày ngày tươi cười vui vẻ. Khi ra ngoài sao đánh lại người ta? Tôi không biết anh đang xiên xỏ gì. Tôi chỉ biết anh làm mật thám quá lâu, vẫn chưa quen quy tắc sinh hoạt của cảnh sát, nên tôi muốn anh đi gặp bác sĩ tâm lý. Đây là mệnh lệnh. Yes, madam. Bác sĩ Lý à, cô kêu tôi vẽ nữa cũng chỉ có vậy thôi. Anh không muốn vẽ, vậy thì chúng ta thử làm đoán tranh trắc nghiệm đi. Không cần đâu, tôi có thể đưa ra đáp án tiêu chuẩn cho bài trắc nghiệm này. Nếu tôi cảm thấy giống con dơi, nghĩa là trong lòng tôi đang che giấu sự thù hận, những hành vi thường ngày có thể mang tính công kích. Nếu như tôi cảm thấy giống con bướm, nghĩa là nội tâm tôi cô đơn, chuyện yêu thích nhất là tránh xa đám đông. Nếu như tôi cảm thấy... Ok, anh quả là một chuyên gia tâm lý học đang trên giường bệnh. Nếu như anh có muốn làm trắc nghiệm á, hay là thực tế một chút đi. Thật ra tôi có thể giúp gì cho anh. Tôi giả câm 2 năm, nổ súng hơn 20 lần, bị đánh hơn 40 lần. Sau lưng cũng chịu 4 năm nhát dao. Những vết sẹo đó dễ thấy hơn bài trắc nghiệm của cô nhiều. Hỏi tôi tại sao vượt qua được thì tôi cũng không biết. Nhưng tôi có thể khẳng định, tôi không dựa vào cô, mà dựa vào bản thân. Đợi cô giúp, tôi đã chết lâu rồi. Mày thì sướng rồi. Mày đó, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Thế giới của mày thật đơn giản. Sếp cũng. Sao hân hạnh vậy sếp cũng? Rượu trắng, đồ khô, thịt nướng, dưa gan. Có hợp khẩu vị không? Cậu theo La Thắng rồi thích nuôi côn trùng giống hắn hả? Tôi không muốn nó bị bỏ rơi nên đem về nuôi thôi. Cảm giác bị bỏ rơi thật là khó chịu. Năm xưa khi tôi làm mật thám đó, cũng có cảm giác như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Khác chỗ nào? Bây giờ tôi thường nói với mình, đừng bao giờ để những đồng nghiệp làm nhiệm vụ bên ngoài có cảm giác bị bỏ rơi. Hôm nay tôi không mời mà đến. Không phải chỉ đơn giản để uống rượu đâu. Madam báo cáo với sếp chuyện tôi và cậu đầu giành súng trên cổng trường rồi sao? Bác sĩ tâm lý cũng đã báo cáo tình trạng tâm lý của cậu với tôi rồi. Khỏi cần nói, cô ta nhất định nói tôi vẫn chưa thích nghi với quy tắc sinh hoạt của đội, còn có rất nhiều nghi ngờ chưa thể tự mình đối diện. Vậy bản thân cậu thấy sao? Vậy còn sếp? Năm xưa khi sếp hoàn thành nhiệm vụ, trở về cảnh đội có thích ứng được không? Tôi đã cố gắng khắc phục. Nên bây giờ sếp mới trở nên nho nhã lịch sự như vậy đó sao? Thân phận không giống nhau thì thái độ và hành vi cũng khác nhau. Cho nên có hai chữ gọi là làm sạch, chứ không phải mất gốc sao? Bản chất vốn không thay đổi. Giả dối vậy không mệt à? Nhiều lúc không biết cái gì là thật. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Cũng không sao cả. Chỉ cần đừng vượt giới, đừng hại người. Cũng giống như cậu, từ một hạt giống trở thành một cành cây, thân phận đã khác rồi. Tôi không giả như sếp được đâu. Thôi khôi phục chính mình thôi. Hẹn gì sếp nhanh chóng ngồi lên vị trí này. Nhắc tôi mới nói, năm đó lúc tôi làm mật thám, vì muốn đại ca và xã đoàn tín nhiệm, tôi đã làm không ít chuyện xấu. Sau đó tôi kiếm cớ hợp lý hóa hành vi của mình. Nhiều khi bước vào một thế giới khác quá lâu, rất khó bước ra, cũng rất dễ lạc lối. Vì sếp không làm chủ được thôi. Cho nên tôi thường nhắc nhở bản thân, nhất định là phải biết nguồn gốc là ở đâu. Nguồn gốc của mỗi người khác nhau, có cao có thấp.
Cao thấp có chủ quan cũng có khách quan. Nhưng mà điều quan trọng nhất là những lời tôi vừa nói đó, nhất định phải biết được nguồn gốc của mình ở đâu. Tôi không biết. Cậu biết chứ, cậu thông minh mà. Chuyện gì vậy sếp Củng? Không làm phiền cậu chứ, sau khi xuống dưới mới nhớ có chuyện quên hỏi cậu. Không sao, vừa rồi lúc uống say sếp không hỏi, bây giờ tỉnh rồi sợ hỏi không được thôi. Tôi uống say rồi mới dám hỏi cậu. Tôi đã xem khẩu cung của La Thắng, hắn nói là 2 năm nay tổng cộng đã đưa cho cậu 1 triệu tiền mặt, nhưng mà tôi thấy con số cậu ghi hình như là không đúng lắm. La Thắng cũng nói không có kế hoạch cướp của giết người mà hắn muốn vu oan cho tôi thôi. Nếu như hắn muốn vu oan cho cậu thì đã không khai ít như vậy đâu. Nhưng mà nếu cậu không làm thì cậu không cần phải lo. Cho nên tôi không lo lắng chút nào cả. Vậy tốt rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.